Sơn Tùng MTP và hành trình trở thành ông Hoàng Triệu View. Sơn Tùng MTP là ca sĩ trẻ nổi tiếng tại Việt Nam. Anh là người đã mang đến một luồng gió mới cho nền âm nhạc Việt với phong cách mới lạ, giai điệu bắt tai, dần dần chạm đến trái tim của rất nhiều người. Sản phẩm nào của Sơn Tùng MTP mới ra lò cũng nổi như cồn và được nhiều khán giả yêu thích. Profile thông tin tiểu sử Sơn Tùng MTP. Tên thật Nguyễn Thanh Tùng, ngày sinh 5 tháng 7 năm 1994. Cung hoàng đạo Cự Giải, chiều cao 1m67, quê quán Thái Bình. Lĩnh vực hoạt động: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Bài hát nổi bật: Chạy ngay đi, nơi này có anh, Lạc trôi, Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Chúng ta không thuộc về nhau, vân vân. Giải thưởng đạt được: 4 năm liên tục đoạt giải Làn sóng xanh, diễn viên trẻ triển vọng tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2015, 5 năm nhận giải Queen's Choice Award, nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á 2015, vân vân. Nguồn gốc nghệ danh Sơn Tùng MTP và tên gọi Sky. Khi bước chân vào nghệ thuật, rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên đều đặt cho mình một nghệ danh, đó cũng không phải là điều gì đặc biệt. Nhưng cái tên Sơn Tùng MTP, nửa tay nửa ta, nghe lạ lẫm, khiến nhiều người tò mò. Vậy nó bắt nguồn từ đâu? Theo chính Sơn Tùng lý giải thì, Tùng là cây tùng, Sơn là núi, Sơn Tùng là cây tùng mọc trên núi, vươn cao đón ánh nắng mặt trời. Anh đổi nghệ danh này vì anh muốn đánh dấu bước tiến của mình vào thế giới âm nhạc, muốn trưởng thành hơn, tiến xa hơn trong con đường âm nhạc, chứ không phải được mọi người nhắc đến như một hiện tượng nữa, giống như cây đón ánh nắng mặt trời thì sẽ vươn cao. Còn đối với nghệ danh MTP, thì là từ viết tắt của ba chữ cái đầu tiên của Music, Tài năng và Phong cách do chính bạn của anh, rapper Mr. J đặt. Bạn có thể thấy đây là một tên gọi rất ý nghĩa, cá tính như chính cách mà Sơn Tùng thể hiện vậy. Đúng như điều mà Sơn Tùng mong muốn, tên của anh đã tiến xa hơn, không chỉ có gọn trong phạm vi Việt Nam mà còn nổi danh ở thị trường khu vực rộng lớn hơn. Đi kèm với nghệ danh của nam ca sĩ gốc Thái Bình chính là tên gọi đại diện cho lực lượng đông đảo fan của anh, Sky. Để giải mã cho cái tên Sky thì phải đề cập đến sự kiện năm 2015 khi làm diễn viên chính trong bộ phim Chàng trai năm ấy. Sơn Tùng đã đặt tên cho người mình yêu thương nhất với biệt danh Sky. Anh cũng thường nói với fan của mình rằng Sky là bầu trời, có các bạn thì mới có Tùng, vậy nên các bạn là bầu trời của Tùng. Bầu trời thì rộng lớn lắm mà có thể che chở cho Tùng vậy đó, như đội ngũ fan của anh cũng thế. Minh chứng cho việc họ luôn đứng về phía Sơn Tùng chính là sản phẩm nào anh chỉ vừa mới ra mắt đã ầm ầm đứng đầu trên các bảng xếp hạng của nhiều kênh với lượt view khủng. Chặng đường âm nhạc lẫy lừng và không kém thị phi của Sơn Tùng MTP. Chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi mà Sơn Tùng từng tiết lộ rằng cả bố và mẹ của anh đều là người có năng khiếu chơi nhạc cụ. Khi mẹ biết đàn guitar, bố thì thành thạo 7 loại nhạc cụ khác nhau. Điều đó có lẽ cũng là do di truyền cho Sơn Tùng khi anh là một tay chơi đàn giỏi. Niềm đam mê âm nhạc của Sơn Tùng bắt đầu từ thời còn là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Sơn Tùng nhanh chóng bị thể loại hip hop thu hút, khiến anh đam mê hơn, cháy bỏng với ước mơ trở thành ca sĩ. Ý chí ấy thôi thúc giọng ca chạy ngay đi, tìm con đường để phát triển khả năng cũng như bộc lộ đam mê của mình. Anh đã lên Hà Nội để học thanh nhạc, học hát và gia nhập vào giới underground, tiếp xúc với các ca sĩ nổi tiếng như LK hay Janaka. Sơn Tùng cũng có khoảng thời gian theo học tại Amphomy trước khi chính thức trở thành thủ khoa gia nhập vào Học viện Âm nhạc năm 2011. Anh là một người hát hay, sáng tác giỏi, chơi đàn điêu luyện, một thế mạnh lớn giúp cho con đường âm nhạc ngày càng thăng tiến. Khi bắt đầu vào sáng tác và chỉ update vài bài lên mạng xã hội xem hiệu ứng như thế nào, nhưng không ngờ được mọi người đón nhận mạnh đến như vậy. Ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua vào năm 2011 đã làm điên đảo cộng đồng, thu hút hơn 1,8 triệu lượt người nghe trong thời gian ngắn và hầu như đi đâu chúng ta cũng đều bắt gặp những bản cover hay thậm chí trong trường học trên xe buýt cũng mở bài hát này của Sơn Tùng. Bài hát này đã giúp Tùng nhận được giải thưởng bài hát yêu thích của tháng trong chương trình Bài hát yêu thích. Đây là động lực rất lớn để nam ca sĩ tiếp tục cố gắng gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Sơn Tùng gia nhập vào công ty giải trí nhạc sĩ Huy Tuấn và từ đó đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nam ca sĩ ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn nữa với lần lượt cho ra đời các bản nhạc tạo thành hit lớn như Nắng ấm xa dần, Chàng trai năm ấy, Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau.
Đây cũng chính là những bài hát đưa tên tuổi của Sơn Tùng đến gần hơn với khán giả, chứng minh một tài năng đột phá, tài năng trẻ khác biệt, đưa âm nhạc lên một tầm cao với độ phủ sóng lớn mạnh. Tuy nhiên, tưởng chừng như mọi thứ cứ suôn sẻ, nhưng anh liên tiếp gặp rắc rối khi bị giới chuyên môn cũng như thành phần anti-fan cho rằng ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua đã đạo beat của một bài hát Every Night của Hàn Quốc. Điều này khiến nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định gỡ bài hát xuống, đồng thời ra tuyên bố dừng hợp tác với nam ca sĩ. Sự việc càng trở nên ồn ào hơn khi bên phía công ty ra quyết định đề nghị cấm diễn với Sơn Tùng MTP vì cho rằng anh vi phạm hợp đồng. Những tháng ngày sau cũng không hề êm ả cho lắm khi các bài hát mới như Chắc Ai Đó Sẽ Về và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau lại tiếp tục dính nghi án đạo beat, sao chép ý tưởng với các bài hát quốc tế khác gây ra nhiều tranh cãi trong một thời gian dài. Vào năm 2016, ca sĩ Sơn Tùng MTP đã cho ra mắt MV Lạc Trôi vô cùng thành công trên chính công ty MTP Entertainment của mình. Bài hát này đã minh chứng cho thực lực dư thừa của nam ca sĩ, rằng đó chính là sức lao động, là năng lực đi lên bằng chính đôi chân của mình, khiến giới phê bình và nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt khác. Các dư luận đạo nhái cũng dần bị đè bẹp. Tiếp nối thành công, Sơn Tùng cho ra mắt MV Nơi Này Có Anh, giai điệu ngọt ngào đầy tình cảm đạt được 41 triệu lượt xem chỉ trong vòng 10 ngày ra mắt. Sau đó vào năm 2018, MV Chạy Ngay Đi được đầu tư kỹ lưỡng với đội ngũ ekip là các chuyên gia đến từ quốc tế. Nhân vật nữ chính trong MV là ngôi sao hạng A Thái Lan Mai Davika. Bài hát của anh hiên ngang công phá mọi kỷ lục trước đó của Việt Nam trên YouTube, chỉ trong vòng 24 giờ đã cán mốc 22 triệu lượt views và con số này không ngừng tăng lên. Tiếng vang của bài hát đã đưa tên tuổi của Sơn Tùng MTP, một nghệ sĩ Việt ra nước ngoài, khiến khán giả bên ngoài có cái nhìn khác về nền âm nhạc Việt Nam cũng không phải dạng vừa đâu. Tối ngày 17 tháng 6, Sơn Tùng bất ngờ cho ra trailer Sky Tour 2019. Hình ảnh mang màu sắc đen trắng như một thước phim ghi lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, cùng hình ảnh chững chạc trưởng thành bên cạnh đội ngũ ekip và nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi. Tuy nhiên, đoạn trailer vẫn không hề hé lộ thông tin thời gian cũng như địa điểm sẽ diễn ra Sky Tour 2019 của Sơn Tùng MTP. Lần này, giọng ca Chạy Ngay Đi lại làm cho khán giả hồi hộp ngóng chờ. Đúng 20 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Sơn Tùng ra mắt MV Hãy Trao Cho Anh kết hợp với hai ngôi sao Âu Mỹ nổi tiếng thế giới là rapper Snoop Dogg và nữ ca sĩ người mẫu nổi tiếng Madison Pierce. Chỉ vừa mới ra mắt, nhưng MV đã đạt được những kỷ lục khủng, vượt mặt hàng loạt các MV của các sao Việt khác. Đời tư nhiều bí mật. Một chàng trai tài năng sở hữu những bài hát hot hit được đông đảo mọi người ái mộ, quan tâm và bạn gái của thần tượng luôn là chủ đề nóng hổi, điều mà bất cứ fan hay giới truyền thông nào cũng chú ý. Họ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa Sơn Tùng và nữ ca sĩ xinh đẹp Thiều Bảo Trâm, cho rằng cả hai chính là một cặp đôi, nhưng tình trạng diễn ra của hai người là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, khiến cho nhiều người không khỏi tò mò quan tâm. Sự tình cây cầu Tùng Trâm nổi lên khi nhiều fan hâm mộ phát hiện ra trên Instagram của Thiều Bảo Trâm thường đăng dòng trạng thái nhớ nhung về người bạn trai hay đi công tác xa, những bức ảnh chưa rõ mặt nam chính hay những bóng đồ cùng các khoảnh khắc ướp hình trùng hợp đến bất ngờ. Thêm các dẫn chứng khác như thông tin trước đó Sơn Tùng đã từng bật mí về hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh cũng rất gần với Bảo Trâm, hay có lần cô tác hẳn tên Sơn Tùng MTP vào bức ảnh, nghi vấn hai người cùng đi ăn uống, đi du lịch vài lần được lọt vào ống kính của fan và cả phóng viên. Hoàn toàn giữ im lặng về cuộc sống riêng tư, nhất là không đưa ra bất kỳ phát ngôn liên quan đến chuyện tình. Mới đây, Sơn Tùng MTP khiến khán giả đặc biệt chú ý khi lộ nhiều hình ảnh và clip được cho là ở chung nhà với Hải Tú. Trong đó, cả hai thể hiện sự thân thiết khi cùng nhau đi mua sắm và trở về trang trí cho căn biệt thự sang trọng vào dịp Tết vừa qua. Đoạn clip và hình ảnh trên hiện đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ mong muốn chủ tịch Sơn Tùng MTP sẽ sớm lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Trước đó, mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP cũng như Hải Tú gây xôn xao dư luận. Sự việc lung xung khi Thiều Bảo Trâm đăng tải nhiều dòng tâm trạng buồn bã cũng như ẩn ý về mối tình kéo dài 8 năm tan vỡ. Và người được cho là xen vào mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP chính là nữ diễn viên độc quyền của công ty nam ca sĩ Hải Tú. Thậm chí một số nghi vấn cho rằng Hải Tú đã sinh con cho giọng ca Lạc Trôi khi có khoảng thời gian mất tích gần 10 tháng. Hiện cả ba vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân và gần như tránh đề cập đến đối phương.